Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Yến Chibi. Và hiện tại bây giờ là 6 giờ 30 phút. Ngày hôm nay thì Yến có ý định là mình sẽ làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện. Thế nên là Yến đã... Hai cái đứa kia ẩm thế chứ lị. Rõ bực ghê. Đấy, sáng nào cũng gọi mình bằng cách là đấy, đùa nhau vừa nhau vậy. Trời ơi, báo tắc kè. Nguyên liệu bánh lần này thì sẽ gồm có 3 quả trứng, sữa, đường bột, bột mì đa dụng. Cái này là Yến cũng xem ở trên mạng thôi nha. Mọi người làm thì theo như Yến thấy là nó rất là dễ. Mà không biết là cái vấn đề mình làm có ra được cái bánh bông và xốp, như của mọi người hay không. Thôi mà mình phải có niềm tin đúng không? Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Mà... sao mình cứ luống cuống thế nhỉ? Mặc dù là dạo này ngày nào cũng nấu nha các bạn, mà mình vẫn thấy mình lại bị luống cuống. Tay chân nó cứ loằng ngoằng hết cả lên. Mình sẽ lấy cái bát này để làm bát đo đồ ăn nha. Ok, bây giờ mình sẽ tách lòng trắng trứng, lòng trắng cho bên này, lòng đỏ cho bên này. Okay. Ok, mình đã tách xong. Bây giờ mình sẽ cái này đánh bông lên cùng 25 ml sữa. Ôi giời, quá tay rồi. 35. Ok. Tiếp theo sẽ là 37 g bột. Hôm nay mình nấu ăn trong nó cứ buồn cười kiểu gì, đúng không? Buổi sáng mới ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh. 25 rồi. Lâu lắm rồi mình mới lại làm bánh lại từ đầu. À không, ngày xưa mình hay làm bánh lắm. Mình hay làm bánh xong rồi tặng bánh gato chúc mừng sinh nhật, hoặc là kỷ niệm ngày yêu. Đó, nó sẽ ra được một cái hỗn hợp màu vàng như thế này. À chết, quên rồi, tí nữa mình cũng phải đi lấy chanh nữa. Bình thường ấy là Yến có trợ lý quay dùm, nhưng mà cứ kể từ ngày là ở nhà cách ly đến giờ thì toàn là phải tự quay, nên đâm ra là vẫn còn chưa có kinh nghiệm trong cái việc này nhiều lắm. Ok, sau khi mà mình đã đánh như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ dùng máy đánh nhá. Nấu ăn nhìn trông hơi vụng về tí thôi, nhưng mà trộm vía là nấu được món nào ăn ngon món đó. Nói thế xong một tí nữa bánh bông lan làm không biết có ngon không. Bây giờ mình sẽ... mình còn buồn ngủ quá. Bây giờ mình sẽ đánh bông cái phần này lên nha mọi người. Ngày hôm mình thấy có cái gì nó sai sai sao? Bởi vì mình thấy cái... mình nhớ là cái màu vàng này nó phải bông lên. Hay mình cho nhiều bột quá nhỉ? Sao nó không bông nhỉ? Thôi được rồi, đành thế. Tạm xong. Bây giờ lòng đỏ thì đã gọi là tạm xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lòng trắng. Mình chỉ cần cho một chút chanh thôi, nên đâm ra là mình khỏi cắt luôn, mình lười quá. Đó, một chút thôi để cho nó dễ bông. À, biết sao cái này nó không bong lên rồi. Bởi vì đây đâu phải là công thức bánh bông lan nấu bằng nồi cơm điện đâu. Đây là công thức làm cái bánh ăn sáng mà đợt giống như mình ăn ở Nhật. Đợi xíu mình tìm lại tên mình sẽ cho mọi người xem. Tự nhiên mình bảo xong mình thấy nó lạ lạ. Đây là phần đường mà Yến sẽ cho vào trong lòng trắng trứng. Bây giờ thì mình sẽ cho một chút đường trước. Bây giờ mình phải cho thêm đường. Sao mình cứ nghi. Ok, không sao, đâm lao theo lao. Đấy, bây giờ thì mình sẽ có hai cái hỗn hợp như thế này. Một hỗn hợp là màu vàng, là lòng đỏ trứng gà với cả sữa. Cái này là lòng trắng trứng với cả đường. Mình sẽ đổ từng chút một của bên này vào đây nhé. Chắc đổ hai lần là hết rồi. Ok, xong mình sẽ đánh chung một chiều. Mình thấy có vẻ là xẹp hơn bánh của mọi người rồi đấy. À, xẹp hơn bánh ở trên mạng rồi đấy. Đó, mình sẽ dùng một cái hỗn hợp như thế đấy. Sao mình thấy hỗn hợp của mọi người đâu có lỏng lắm mà sao hỗn hợp của mình có lỏng nhỉ? Mình lại sai ở khâu nào rồi? Tìm ai đó khác đi, không phải là anh. Hãy tìm ai đó khác làm nụ cười em vui. Eo, mới buổi sáng luôn. Úi giời. Ê, mọi người thấy không? Đó. Nó cứ lên thẳng bàn ngủ như vậy đó. Không được luôn. Mèn rét ơi. Sao của người ta nó bông bông lại cơ mọi người ạ. Sao cái của mình nó còn chảy nước vậy. Bây giờ mình sẽ cắt cái đầu này ra. Nhưng mà mình đã hơi lo lắng mọi người ạ, bởi vì cái này nó lỏng quá. Không biết là nó có ấy đâu, mình có nên cho vào tủ đá không? Mình cho vào tủ đá một chút có sao không ta? Chắc là mình cho vào tủ đá, mọi người chờ mình một chút nhé. A few moments later. Ok, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình nghĩ là đã đến lúc mình phải đi rán bánh. Mình thấy nó cũng không đông lắm, mình chả biết sao. Bực thì cái chứ trời. Ôi mọi người ơi, mình đã cắt rồi, mình lo sợ quá. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp nha. Cho là nóng trước một xíu thôi. Xong rồi mình sẽ cho dầu ăn một tí xíu. Bây giờ mình sẽ đổ xuống nha mọi người. Cũng không đúng nỗi nào. Nhưng mà như thế này thì làm sao mà nó đầy lên được. Rồi bao giờ nó mới phồng to lên. Cái này thì nó chỉ đẩy cho càng ngày càng to ra thôi chứ. Bây giờ thì mình sẽ bật cho cái bếp này nó to hơn xíu. Mình thấy cái này nó giống cái bánh pancake hơn là cái mà mình định làm. Bánh mà nó phải phồng to lên cơ ấy mọi người. Chả hiểu sao lúc đầu mình lại bảo mình làm bánh bông lan bằng nồi cơm điện, xong rồi bảo là thành cái bánh ở bên Nhật, rồi cùng bây giờ ra cái pancake này. Kỳ ghê luôn á. Mình không biết nữa, nhưng mà bây giờ chắc mình nghĩ mình sẽ cho thử hoàn tầm hai đấy, hai thìa nước vào xong mình đóng lại. Mình thấy ở trên mạng người ta cho thìa nước vào như thế. mọi người ơi, đây là mình cái miếng đầu tiên mình có thể dán được. Mình sẽ cho mọi người cái link của cái clip mẫu mà mình coi, xong rồi ý là cái bánh mà mình mong muốn, mà xong cuối cùng nó lại ra. Mà cũng ngon lắm chứ. Từ từ mà mình quên lật bánh. Đó, ngon lắm mọi người ơi. Làm nguyên một buổi sáng. Hình như bánh này là giống cái bánh hôm trước mình làm rồi. Rồi mỗi tội là nó xốp hơn thôi. Rồi mình cố gắng lần sau nữa, mình đã không biết mình sai ở đâu.